Xin chào các bạn. Hôm nay như thường lệ chúng ta lại gặp nhau. Và hôm nay Gia Bảo Luxury xin giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ. Đó chính là chiếc đồng hồ Rolex Jazzmaster mang mã hiệu 116622. Và chúng ta hãy cùng đánh giá chiếc Jazzmaster này với Submariner The Hawk 116610 và GMT Master 2 phiên bản mới nhất. Đó chính là phiên bản Pepsi được giới thiệu tại Bazugu 2018. Nếu như bộ sưu tập Submariner và GMT được khai sinh vào đầu những năm 1950 của thế kỷ trước, thì Jazzmaster lại là một thế hệ đi sau khá là lâu, thế hệ con cháu khi chính thức được ra đời vào năm 1992 với model 116628 với lớp vỏ vàng champagne. Bên cạnh những chiếc Jazzmaster, Gia Bảo Luxury đã giới thiệu như phiên bản 116621 mặt chocolate Two Tones và phiên bản vàng hồng dây cao su 116655. Thì trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu và đánh giá song song phiên bản Jazzmaster với mặt số màu xanh Coban rất được chào đón với hai bộ sưu tập tiền bối có chung ngoại hình dáng vỏ Oyster là Rolex Submariner và Rolex GMT Master 2. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào chiếc đồng hồ này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số thuật ngữ của Rolex. Như các bạn đã biết, thép của Rolex là loại thép độc quyền mang tên 904L. Và sự kết hợp của 904L với các chất liệu quý như vàng, bạch kim đều có cái tên gọi riêng. Đầu tiên, đó chính là Rolex. Rolex. Đây là một cái thuật ngữ chuyên ngành khi nhắc đến sự kết hợp giữa vàng và thép 904L của Rolex. Việt Nam hay gọi là Demi, quốc tế hay gọi là Two Tones, có nghĩa là hai màu đó. Tiếp đến, đó là thuật ngữ Rolexium. Thuật ngữ này là thuật ngữ không thể thiếu khi nhắc đến Jazzmaster, sự kết hợp giữa Platinum hay còn gọi là bạch kim với thép 904L. Với phiên bản Rolex 116622 này, vành bezel và mặt số của đồng hồ được chế tác hoàn toàn từ Platinum, còn lớp vỏ, dây đeo và núm đồng hồ chính là thép 904L. Điều này lý giải cho việc tại sao trong ba chiếc đồng hồ có ngoại hình khá giống nhau, nhưng Jazzmaster có giá niêm yết đắt hơn những phiên bản Rolex Submariner và GMT thép với bezel gốm Cerachrome thông thường. Giá hãng niêm yết cho Jazzmaster khoảng 11.800 USD, Submariner The Hawk mã hiệu 116610 LV là 9.050 USD và Pepsi 126710 là 9.250 USD. Tuy nhiên, do cung cầu này, độ khan hiếm của thị trường, những tin đồn đoán trước thềm Bazugu 2019 nên giá hãng của ba chiếc đồng hồ này vào thời điểm chúng tôi sản xuất bài viết và video tháng 2 năm 2019 khá chênh lệch so với giá hãng khi Jazzmaster được giao dịch ở ngoài thị trường mốc khoảng 12.000 USD, Hawk khoảng 13.500 USD và Pepsi cao nhất khoảng 17.500 USD. Chúng tôi tham khảo website uy tín trên thế giới như là Chrono24 hay là Chromashop. Đầu tiên, hãy so sánh về ngoại hình bao gồm lớp vỏ, núm, cào nối dây, dây đeo và khóa của ba chiếc đồng hồ này. Thì đi sâu vào ngoại hình của Jazzmaster, chúng ta sẽ nhận thấy một điều là Jazzmaster có vẻ ngoài khá giống với Submariner và GMT Master 2. Điểm chung thì ba chiếc đồng hồ này đều sử dụng lớp vỏ Oyster với đường kính 40mm, sử dụng núm vặn 3 tầng chống nước hay gọi chip lock. Nhưng khi nhìn nhận một cách chuyên sâu hơn, chúng ta sẽ nhận thấy một số điểm khác biệt. Đó chính là độ dày của Jazzmaster là 12.9mm, dày hơn GMT Master 2 chỉ có 12.3mm mà thôi, và mỏng hơn Submariner 13.9mm. Điều này cũng là một điều dễ hiểu vì GMT và Jazz chống nước ở mức khoảng 100m, còn Submariner thì dành cho một môn lặn sâu chuyên nghiệp chống nước lên tới 300m. Tiếp đến đó là độ dài giữa hai tay càng khác nhau một chút, ở mức 47.2mm với Jazzmaster so với GMT Master 2 đó là 47.8mm và 48mm đối với Submariner. Bốn tay càng hay còn gọi là lắc của Jazz được hoàn thiện bằng cách đánh bóng, còn Submariner và GMT lại là trải xước rất là đẹp mắt.
Thời điểm trước, Gia Bảo thường xuyên được đặt cái câu hỏi là có khi nào Rolex chỉ sản xuất một lớp vỏ Oyster rồi cung cấp chung cho cả Submariner, GMT và Yachtmaster không? Gia Bảo hy vọng thông số trên đã trả lời được câu hỏi của các bạn. Tiếp đến, chúng ta cùng khám phá đến vành bezel của ba chiếc đồng hồ này. Có thể nói, bezel chính là điểm khác nhau lớn nhất để phân biệt Yachtmaster với hai bộ sưu tập còn lại. Khi vành của Yacht được làm từ kim loại quý, đó chính là bạch kim với độ hoàn thiện full cast, các số đếm, vạch phút nổi được đánh bóng tạo sự tương phản rất là rõ rệt. Còn bezel của Submariner hay là GMT Master 2 là chất liệu gốm độc quyền của Rolex mang tên là Cerachrome, chống xước này cùng với các số ký tự chìm. Việc chế tác cả hai loại bezel này đều đòi hỏi một kỹ thuật rất là cao, khi một bên là chế tác từ platinum với nhiệt độ nóng chảy độ cứng rất là cao, còn một bên là bezel gốm màu hoặc hai màu với tỷ lệ thành công chỉ khoảng 15-20% mà thôi. Hai loại chất liệu này đều có ưu nhược điểm riêng. Bezel của Yacht thì có thể bị xước, tuy nhiên khó vỡ, còn Cerachrome thì lại ngược lại, chống xước cao nhưng đặc tính giòn, có lực tác động đủ mạnh sẽ vỡ ra thành từng mảnh. Cuối cùng, bezel của Submariner thì xoay được một chiều, chỉ xoay được một chiều các bạn nhé, còn GMT và Yachtmaster xoay được hai chiều và không gây ra tiếng động lớn kê kinh kinh tiếng tạch 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 giống như tiếng của vành Rolex Submariner. Về dây đeo của Yacht thì giống với cả GMT Master 2 ở những phiên bản cũ, dây Oyster với cái mắt nối ở giữa thì được đánh bóng này, còn Submariner là trải xước toàn bộ. Ba cái bộ khóa đều giống nhau ở điểm là đều có cái Oyster Lock là với cái mục đích là chống bật khóa. Yacht và GMT là khóa Easy Link có thể nới rộng 5mm trong tích tắc, còn Submariner là Glide Lock cho phép tinh chỉnh kích cỡ lên tới 20mm một cách dễ dàng. Đây chính là phần mà tôi yêu thích nhất khi nói về ba chiếc đồng hồ này, đó chính là phần mặt số. Mặt số của Yacht có thể nói là xịn sò hơn hai phiên bản còn lại khi được làm bằng platinum, còn Submariner và GMT được làm từ đồng thau. Mặt số của GMT là đồng thau và sơn mài đen, còn The Hack cũng là đồng thau nhưng xịn hơn GMT một chút, xịn hơn cái màu đen một chút. Đó chính là để ra cái màu xanh lá cây chảy tia như này thì nó lại là một nghệ thuật phủ PVD bột vàng với tỷ lệ 3%. Công nghệ để làm ra cái màu xanh lá cây của Submariner The Hack giống với cả Yacht, mặt số chảy tia màu xanh nước biển như các bạn đang thấy đây, đó đều là sử dụng cái công nghệ là phủ PVD bằng bột vàng. Điều này thì làm cho màu sắc mặt số chảy tia của Submariner The Hack và Yachtmaster xanh coban trong nhà khác với màu mặt số sắc sỡ khi ra ánh sáng tự nhiên. Các kim giờ, kim phút, vòng bao lum đều được làm bằng vàng trắng. Nếu như các bạn để ý thì các cọc số chỉ giờ của Yacht lớn hơn GMT và Submariner khoảng 20%. Hình ảnh mặt số ba chiếc đồng hồ phát quang trong bóng tối cũng là một điểm thu hút không thể bỏ qua. Điểm nhấn trên mặt số của Yacht chính là cây kim dây đồng màu với dòng chữ đỏ trên mặt số. Đây là một cái điểm nổi bật rất là đáng chú ý của chiếc Yachtmaster này. Tại thời điểm Gia Bảo sản xuất video vào tháng 2 2019, mới chỉ có GMT Master 2 Pepsi sử dụng thế hệ máy caliber 32XX với hàng loạt cải tiến này. Đáng kể nhất là năng lượng dự trữ được nâng cấp lên tới 70 giờ. Gia Bảo Luxury cũng dự đoán rằng chỉ còn chưa đầy 30 ngày tới, một phiên bản Submariner với thế hệ máy mới, thế hệ máy 32XX sẽ làm tất cả chúng ta phải đứng ngồi không yên khi được giới thiệu tại Bazooka 2019. Cuối cùng là hãy cùng lên tay ba chiếc đồng hồ. Thì cái cảm giác khi trên tay ba chiếc đồng hồ thì thật là tuyệt vời, đương nhiên rồi, không thể phủ nhận điều đó. Nhưng cá nhân tôi thích cái dây đeo Jubilee của chiếc Pepsi nhất. Lý do có lẽ là loại dây này cho phép cổ tay tôi được thở nhiều hơn, thoáng này, mềm mại và không bị cứng như những cái dây đeo Oyster khác. Tuy nhiên, xét cho cùng thì loại dây nào cũng có cái ưu nhược điểm riêng. Dây Jubilee nếu đeo một thời gian dài và thường xuyên vận động mạnh, chất lượng dây sẽ đi xuống và Việt Nam chúng ta hay gọi từ đó chính là ráo hay là nhão. Chỉ hiện tượng dây không còn cứng cáp như lúc ban đầu, không giữ được phong độ như dây Oyster.
Còn dây Oyster thì sao? Dây Oyster khi đi với dáng vỏ đồng hồ thể thao thì làm chiếc đồng hồ thêm khỏe mạnh này, năng động và chắc chắn như đúng cái tên của nó, một chiếc đồng hồ sport đúng chất. Một sự khác biệt cuối cùng giữa Yacht Master và hai bộ sưu tập còn lại là Yacht có midsize. Từ trước đến nay, Yacht đều có midsize. Trước đây thì là có 29, 35. Còn ngày nay, Yacht có midsize là size 37mm, cho phép các cặp đôi có thể sở hữu một cặp đồng hồ giống nhau y chang, hoặc dành cho những quý ông có cổ tay nhỏ, điều mà Submariner và GMT không cho phép. Nếu như ba chiếc đồng hồ này bằng giá tiền, bạn sẽ lựa chọn chiếc đồng hồ nào? Hãy cho Gia Bảo biết bằng cách comment phía bên dưới các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.